Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 11, công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng công an huyện Tân Uyên phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân vừa tìm kiếm, cứu được phi công du lượn gặp nạn và bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên, khoảng 20 giờ 10 ngày 28 tháng 11. Công an huyện Tân Uyên nhận được điện thoại của hội viên hội du lượn thành phố Hà Nội về việc một phi công du lượn gặp nạn trong quá trình thực hiện nội dung bay đường trường. Nạn nhân là anh Ngô Văn Đội, sinh năm 1993, trú tại khu 9 xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng nhận định, khu vực phi công gặp nạn có độ cao khoảng 1.500 đến 1.600 mét, là vùng nương thảo quả bản Hua Pầu, cách thị trấn 7 km. Khu vực này sóng điện thoại chập chờn, đường mòn trong rừng già rất khó đi. Công an huyện Tân Uyên huy động 25 cán bộ cảnh sát có kinh nghiệm leo núi và thông thạo địa bàn, phối hợp với trạm y tế, ủy ban nhân dân thị trấn, người dân bản Hua Pau xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Sau 5 giờ băng rừng tìm kiếm, lúc 1 giờ 25 phút ngày 29 tháng 11, tổ công tác cứu hộ đã tìm thấy anh đội tại một nương thảo quả thuộc khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên, thuộc bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên nạn nhân bị vỡ xương quay hàm, mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết giá rét vùng núi cao. Cán bộ y tế sơ cứu các vết thương tại chỗ, sau đó tổ cứu hộ đưa anh đội vượt đường mòn qua thác 3 tầng về trung tâm y tế huyện để cấp cứu, điều trị. Sáng 29 tháng 11, đại diện lãnh đạo công an huyện Tân Uyên cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn Tân Uyên đã tới trung tâm y tế thăm hỏi động viên anh đội, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm một số đồ đạc, tài sản của anh đội bị thất lạc khi gặp nạn.